Bản concept về Nokia N73 5G 2023 dựa trên mẫu thiết kế của chiếc Nokia N73 hiện đại, kèm theo trang bị cấu hình khủng như Galaxy S23 Ultra hiện nay, khiến dân tình không khỏi ngây ngất. Nokia hiện chỉ là cái bóng của chính mình và ăn phần với việc kinh doanh smartphone, Nokia tầm trung và giá rẻ. Tuy nhiên, cách đây gần 20 năm, vào năm 2016, Nokia từng gây chao đảo thế giới với chiếc Nokia N73. Sức nóng của Nokia N73 chẳng kém gì Galaxy S23 Ultra hay iPhone 14 Pro Max hiện nay. Chính vì vậy, một bản concept về Nokia N73 2023 đã ra mắt cho thấy một diện mạo. Nếu như Nokia có thể duy trì sức mạnh vào năm 2023 và khiến nhiều người dùng thích thú khi chia sẻ trên nền tảng Weibo tại Trung Quốc. Theo mô tả, Nokia N73 5G sẽ phải là một chiếc điện thoại flagship với thông số kỹ thuật rất ấn tượng, đặc biệt là để cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Galaxy S23 Ultra hay Huawei P60 Pro mới ra mắt. Như vậy, Nokia N73 5G phải có cấu hình khủng như dùng chip Snapdragon 8 Gen 2 và RAM lớn hơn 12GB nên người dùng không phải lo lắng về việc đầy bộ nhớ. Ngay cả Redmi Note 12 Turbo sắp ra mắt, không phải là flagship, vẫn có RAM tới 16GB. Nếu lấy vị thế dẫn đầu thị trường, Nokia N73 5G sẽ có camera chính có độ phân giải 200MP như Galaxy S23 Ultra hay Huawei P60 Pro. Camera trước của máy cũng phải đạt đến 32MP để theo kịp các flagship hàng đầu thị trường. Nokia N13 5G cũng sẽ phải có màn hình AMOLED 6.9 inch với độ phân giải 1400 x 2300 pixel. Màn hình rộng này chắc chắn sẽ khiến người dùng cảm thấy thoải mái, bởi nếu dùng màn hình nhỏ, Nokia N13 5G sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh. Thêm vào đó, bộ nhớ từ 256GB hoặc 512GB và thậm chí là 1T cũng phải đi kèm. Tuy nhiên, cần nhìn vào thực tế là Nokia hiện phụ thuộc vào các ODM để sản xuất smartphone giống Huawei Giá cho một chiếc smartphone với cấu hình nêu trên được sản xuất bởi ODM có thể lên đến 50 triệu đồng. Đây là con số rất khó chấp nhận nếu nhìn vào Galaxy S23 Ultra 5G có đủ mọi tính năng cao cấp nhưng chỉ khoảng 29 triệu đồng. Chính vì vậy, tất cả những gì có ở trên chỉ có thể mãi là concept và ý tưởng. Thực tế, Nokia hiện chỉ đủ nguồn lực duy trì những dự án smartphone tầm trung và giá rẻ. Rất khó để thương hiệu smartphone này theo đuổi các dự án cao cấp. Trong lần thử gần nhất với Nokia 9 Proview, Nokia đã không thành công và đứng trước nguy cơ thua lỗ.